giành được quyền của Tiên. Con gì thường ăn hạt? Em nghĩ là con vịt. Con vịt. Con gì ăn hạt các bạn không hiểu? Con chim bồ câu. Con chim bồ câu. Và con gì nữa bạn tiến sĩ? Con gì thường ăn hạt? Dạ chắc con ngang. Con ngang. Đội trưởng, con gì thường ăn hạt? Loài vật nào thường ăn hạt? Thì có vịt, chắc có ngỗng. Ngỗng có không nào bạn điểm? Xin mời đội hướng dương hội ý. Bạn Yến, con vật nào thường ăn hạt? Em nghĩ là con chuột. Con gì? Con chuột. Con chuột. Con chuột. Mời đội hướng dương. Các bạn còn đang bàn với nhau phải không? Bạn nghe các ý kiến của đồng đội mình nhé, đội trưởng. Và sau đó bạn sẽ quyết định. Yến, con vật nào, loài vật nào thường ăn hạt bạn? Con cốc. Con cốc. Con cốc. Là trong chuyện giấy mèn phiêu lưu ký anh. Chị cốc ơi, chị cốc. Cốc. Cốc ăn hạt. Bạn Hương, bạn nghĩ là con gì ăn hạt? Dạ em nghĩ là con sóc. Con gì nữa bạn, con gì ăn hạt? Không biết. Thưa quý vị, chúng ta thấy câu hỏi này quả thật là khó khăn đối với đội hướng dương. Và bây giờ chúng ta chỉ trông cậy vào sự may mắn thôi. Bạn cứ nói đại ra một con gì đó như là ý kiến của các bạn vừa nói. Dạ, theo em thì đó là con đà điểu. Con đà điểu. Dạ. Chúng ta xem. Đà điểu. 282 điểm thuộc về đội Ánh Dương. Xin mời quý vị, mời đội Hướng Dương xem đáp án còn lại. Đáp án 5. Con chồn. Thưa quý vị và các bạn, 4 vòng thi đấu đã diễn ra và đội giành được quyền bước vào vòng đặc biệt với chiến thắng áp đảo, đó là Ánh Dương với 667 điểm. Chào các bạn Hướng Dương. Các bạn thì ghi được 73 điểm. Nhưng mỗi điểm cho 10.000 đồng thì các bạn có giải thưởng 730.000 đồng. Đây là giải thưởng dành cho các bạn. Ngoài ra thì các bạn còn 1 triệu đồng của giải thưởng may mắn nữa. Tất cả là các bạn có 1.072.000 đồng. Cảm ơn các bạn đã tham gia chương trình. Cảm ơn các bạn. Chúc mừng đội Ánh Dương. Các bạn đã chiến thắng và số điểm của bạn là 667 điểm. Trị giá 6.670.000 đồng. Đây là phần thưởng dành cho các bạn sau 4 vòng thi đấu. Còn một phần thưởng nữa, đó là 10 triệu đồng. Nếu các bạn thi đấu tốt ở vòng đặc biệt, giải thưởng đang chờ các bạn. Chúc các bạn may mắn. Bên sai kìa. Hả? Lật ngược lại. Mừng siêu bọc Dutch Lady 10 năm. Vì một thế hệ thông minh. 1.000 điện thoại cho mẹ, 10.000 máy tính cho bé và hàng triệu cơ hội giảm giá. Cao để có cơ hội trúng ngay. Bột sủi thanh nhiệt Sensacools được ưa chuộng ở khắp nơi, giúp thanh nhiệt. Khắp nơi đều ưa dùng để thanh nhiệt nhanh chóng. Bột sủi thanh nhiệt Sensacools. Tóc mềm mượt từ dầu gội Asante siêu mượt mới với hương thơm quyến rũ nồng nàn từ Pháp, cho tình yêu cơ hội. Asante, sự lôi cuốn kỳ diệu. Xin chào mừng quý vị và các bạn trở lại chương trình Chung Sức vòng thi đặc biệt. Và sau đây chúng ta sẽ theo dõi hai thành viên của đội Ánh Dương thi đấu để giành giải thưởng 10 triệu đồng của vòng này. Liệu hai bạn sẽ giành được giải thưởng hay không? Mời quý vị và các bạn theo dõi. Xin mời hai bạn. Vòng này có 5 câu hỏi. Nếu hai bạn trả lời đạt tổng số điểm là 200 điểm
10 triệu đồng của vòng đặc biệt sẽ thuộc về đội Ánh Dương. Và khán giả đang chờ xem hai bạn quyết định người nào sẽ trả lời trước 5 câu hỏi này. Em sẽ trả lời trước. Mời bạn vào trong chờ đợi. Và có 20 giây để trả lời 5 câu hỏi của vòng đặc biệt. Với một quyền, đó là quyền nói bỏ qua khi gặp câu hỏi nào bạn không tìm được đáp án nhanh. Và bạn nên tận dụng quyền đó, bởi vì bạn mà suy nghĩ thêm một tí nữa là 20 giây không còn nghĩa lý gì cả. Bạn mà suy nghĩ một tí thì 20 giây sẽ trôi ra một cái vèo và bạn sẽ không trả lời được đầy đủ 5 câu hỏi. Những câu nào bạn nói bỏ qua, tôi tự động đọc lại sau khi tôi đọc xong 5 câu hỏi và thời gian vẫn còn cho phép. Đồng đội của bạn đang chờ bên trong sẽ không nghe được những câu hỏi và câu trả lời của chúng ta ngoài đây. Đó là luật của phòng này dành cho bạn. Và sau đây bạn sẵn sàng? Dạ, sẵn sàng. 20 giây dành cho bạn chỉ bắt đầu được tính sau khi tôi đọc xong câu thứ nhất. Ngoài xanh sao, bạn quan sát thấy một sắc thái nào khác của da con người? Hồng hào. Ngoài chợ nổi, bạn hãy kể tên một loại hình chợ khác. Chợ đêm. Khi hoàng hôn đến, bầu trời thường có màu sắc nào? Vàng. Bạn thấy trẻ em thường đập vỡ đồ vật gì? Bát. Xe hơi thường có vật gì với số lượng từ 2 trở lên? Cánh cửa. Bạn vừa thực hiện xong việc của mình và bây giờ chúng ta quay lại với lời chúc của tôi là chúc bạn ghi được thật nhiều điểm. Mời bạn. Câu thứ nhất, ngoài xanh sao, bạn quan sát thấy một sắc thái nào khác của da con người? Bạn trả lời là hồng hào. Với đáp án này tôi hy vọng là bạn sẽ có nhiều điểm. Bạn nhìn lên bảng nhé, khảo sát. 22 người đồng tình với bạn. Ngoài chợ nổi, bạn hãy kể một loại hình chợ khác. Bạn trả lời là chợ đêm. Đáp án này có bao nhiêu người đồng tình nào bạn điểm? 37 người đồng tình với bạn. Chúc mừng bạn. Câu thứ ba, khi hoàng hôn đến, bầu trời thường có màu sắc nào? Bạn trả lời là có màu vàng. Bạn đoán xem bao nhiêu người ủng hộ bạn, bao nhiêu người trả lời giống như bạn? Chắc nghĩ màu đỏ chắc được hơn thì... Khảo sát! 28 người trả lời giống như bạn. Câu thứ tư, bạn thấy trẻ em thường hay đập vỡ hay làm đổ vỡ vật dụng gì? Bạn trả lời là bát. Ăn cơm thì hay làm bể chén, bể bát. Uống nước thì vỡ ly, phải không? Bạn trả lời là bát. Trẻ em thì vốn là vụng về, như cái bát thì có bao nhiêu người đồng tình với bạn? Khảo sát! 27! Tuyệt vời! Bạn đã có 114 điểm. Câu cuối cùng, xe hơi thường có vật gì với số lượng từ 2 trở lên? Bạn nói là cửa xe. Đáp án rất hay. Và chúng ta sẽ biết kết quả ngay sau đây. Bao nhiêu người đồng tình? 14 người, bạn có 128 điểm, còn lại 72 điểm là một công việc nhẹ nhàng đối với đồng đội bạn. Xin mời bạn trở về vị trí. Mời thêm đi thứ hai. Chúc mừng bạn tiến sĩ. Một lát nữa tôi nói lý do chúc mừng bạn. Bây giờ bạn trả lời lại 5 câu hỏi mà tôi đã hỏi đồng đội bạn trong thời gian 25 giây. Bạn có nhiều hơn đồng đội mình 5 giây, bởi vì một yêu cầu là bạn không được trả lời trùng ý hay trùng đáp án với đồng đội mình. Khi bạn trả lời trùng ý hoặc trùng đáp án, bạn sẽ được nhắc nhở bằng tín hiệu điện tử này. Nghe tín hiệu đó, bạn phải thay nhanh đáp án khác hoặc là bạn nói cho qua. Những câu nào bạn nói cho qua, tôi tự động đọc lại sau khi tôi đọc xong 5 câu hỏi và thời gian vẫn còn cho phép. Bạn đã rõ rồi. Đó là luật của vòng đặc biệt dành cho bạn. Sau đây, bạn nghe và trả lời nhanh nhé. 25 giây dành cho bạn chỉ bắt đầu được tính sau khi tôi đọc dứt câu thứ nhất. Và câu thứ nhất là ngoài chữ xanh sao ra, bạn quan sát thấy một sắc thái nào khác của da con người? Hồng hào. 8 mét. Ngoài chợ nổi, bạn hãy kể tên một loại hình chợ khác. Chợ trời. Khi hoàng hôn đến, bầu trời thường có màu sắc nào? Màu hồng. Bạn thấy trẻ em hay làm đổ vỡ vật dụng gì? Ly. Xe hơi thì có vật gì với số lượng từ 2 trở lên? Bánh xe. Chúc mừng bạn đã trả lời xong 5 câu hỏi một cách hết sức là bình tĩnh. Chúng ta quay lại xem kết quả. Hy vọng là đội của bạn sẽ cầm lấy giải thưởng 10 triệu đồng. Câu thứ nhất, bạn nhìn lên bảng, mời bạn nhìn lên bảng. Đồng đội của bạn đã ghi được 128 điểm. Hồi nãy tôi chúc mừng bạn lúc bạn vừa bước vào đây là bởi vì phần còn lại của bạn rất là nhẹ nhàng. Việc của bạn rất là nhẹ nhàng và bạn trả lời rất tốt. Hy vọng chiến thắng sẽ thuộc về các bạn.
Câu thứ nhất, ngoài xanh xao ra bạn thấy một sắc thái nào khác của da con người? Bạn nói đó là tai mét.